bán đồ lót online hiệu quả. Vậy thế nào là cách bán đồ lót online hiệu quả nhất? Bạn có thể lướt Facebook thì thấy rất và rất nhiều kênh bán hàng online. Đồ lót cũng vậy, việc tìm kiếm trên trang Facebook không còn là quá khó khăn nữa. Nhiều người lựa chọn phương thức bán hàng online qua livestream. Họ có thể livestream tất cả những gì mình bán, và theo thống kê cho thấy việc livestream mang lại hiệu quả rất cao. Bán đồ lót online có đơn giản hay không? Có thể nói bán online là cách bán hàng đơn giản nhất hiện nay. Bạn không cần mặt bằng kinh doanh, không cần vốn đầu tư quá cao, cũng không cần đến những vấn đề trưng bày tủ kệ. Chỉ cần đăng bài tìm kiếm khách hàng, bạn có thể đưa lên tất cả mẫu mà mình đang bán. Khách hàng cũng có thể xem được và lựa chọn được những mẫu họ cần. Và khi có đơn hàng thì chỉ cần soạn hàng và gửi đi. Việc kinh doanh chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Cách bán hàng online được nhiều người sử dụng nhất. Hiện nay, các trang thương mại điện tử ngày càng nhiều như Tiki, Lazada, Shopee. Việc mua bán cũng diễn ra đơn giản hơn rất nhiều đối với hình thức kinh doanh online này. Thì người bán thậm chí không cần phải đi giao hàng hay gửi hàng để có nhân viên của những trang thương mại đó đến lấy. Về việc bán hàng trên Facebook cũng